Lại mình có một cái là lì, với lại lì nhưng mà mình ẩu, mình kệ, hỏng mình vẫn làm. Mình kệ, hỏng mình vẫn làm. Quả bóng đấy bình thường không ai chuyền, mình vẫn chuyền, mình không sợ. Có các chị là như chị Minh, chị Hoa, các chị đàn chị đi trước, các chị chỉ dạy rất là nhiều, và các chị cũng giúp đỡ mình là cái tự tin của mình, giúp cho mình có cái sự tự tin. Là chị quay lại chấn thương mà bọn em không vô địch thì chị cảm thấy thật là buồn và tiếc nuối, không còn cơ hội để chị em mình vô địch giải vô địch quốc gia nữa đâu. Mình nói với em Ngà như thế, và mình bảo là biết đâu giải này là giải cuối, chị thi đấu cùng các em thì sao. Thôi mình lúc ấy mình tủi thân mình nói thế, nước mắt rơi là cũng là vui mừng cũng là buồn tủi, mọi uất ức là nó dồn hết vào giọt nước mắt đấy thôi. Đối với người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam, trong 6 năm qua, cái tên Nguyễn Linh Chi đã trở nên quá quen thuộc khi được biết đến với những biệt danh như Hoa Khôi bóng chuyền, cây chuyền hai số 1 Việt Nam. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong áo đội tuyển quốc gia năm 2014, cô gái sinh ra và lớn lên ở phường Minh Đông, thành phố Việt Trì đã gây ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu mà người ta ít gặp ở bất cứ chuyền hai nào của bóng chuyền Việt Nam trong những giai đoạn trước đây. Đó là sự thông minh, lăn xả, dẻo dai kết hợp với tinh thần thi đấu máu lửa. Suốt từ thời điểm đó, Linh Chi đã có nhiều thành công của đội tuyển quốc gia Việt Nam với hai chức vô địch VTV Cup, hai lần giành huy chương SEA Games, hai lần giành hạng năm giải vô địch châu Á cùng nhiều danh hiệu cá nhân khác nhau. Trong màu áo câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Việt Nam là Thông tin Liên Việt Postbank, Nguyễn Linh Chi cũng đã có 6 lần vô địch quốc gia, một tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới năm 2015 cùng rất nhiều những danh hiệu lớn nhỏ. Linh Chi, người Phú Thọ thì em cũng đã có những cái thời gian huấn luyện cũng như là thi đấu với cả đội Thông tin Liên Việt Postbank, thì tôi đánh giá em là vận động viên rất là tốt. Những điều mà người hâm mộ biết về Linh Chi cho đến giờ là tài năng, sắc đẹp và thành công hội tụ trong một con người. Nhưng để có được những thành công ấy, vận động viên sinh năm 1990 đã phải trải qua rất nhiều những chông gai trong sự nghiệp. Linh Chi là một trong những bông hoa nở muộn nhất của bóng chuyền Việt Nam, khi theo bóng chuyền từ năm 14 tuổi nhưng phải tới năm 24 tuổi mới cạnh tranh được suất đánh chính. Không chỉ vậy, sự nghiệp của cô còn gắn với những chấn thương đáng tiếc khi phong độ đã trở nên ổn định. Tuy nhiên, mọi khó khăn chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của một vận động viên không bao giờ đầu hàng số phận, vượt mọi thử thách để chinh phục những đam mê với bóng chuyền và với thể thao. Vâng ạ, xin chào Linh Chi ạ. Cảm ơn bạn đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay với Đài Phát thanh Phú Thọ. Cho phép mình xin gửi lời chào tới các quý vị khán giả. Cũng xin chào bạn Huy. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho Linh Chi trong chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian một chút về những cái ngày đầu tiên mà bạn theo đuổi môn bóng chuyền. Thì ở thời điểm đó thì tôi được biết là bạn đã từng là một vận động viên của tỉnh Phú Thọ nhưng mà ở một môn thể thao khác. Thì điều gì đã khiến bạn thay đổi quyết định và chuyển hướng sang với môn bóng chuyền? Trước khi mình theo nghiệp bóng chuyền là mình cũng có chơi cầu lông cho tỉnh. Thì thực chất ra thì mình cũng không biết gì đến bóng chuyền đâu. Nhưng mà là thứ nhất là vì mình cũng có một cái chiều cao là hơn với những bạn cùng lứa. Với lại mẹ cũng là một người là đã từng chơi bóng chuyền phong trào. Nên là mẹ cũng hướng cho mình đi theo bóng chuyền. Thời điểm mà Linh Chi bắt đầu theo đuổi bóng chuyền Phú Thọ cũng đã có vẫn còn một đội bóng chuyền nữ đang hoạt động, đó là Giấy Bãi Bằng thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Thì tại sao Linh Chi lại quyết định không chọn thi tuyển vào lò đào tạo của Giấy Bãi Bằng mà lại quyết định xa nhà và đến với lò đào tạo của Bộ Tư lệnh Thông tin? Mình nghĩ đây là một cái duyên. Với cái thứ hai là bố mẹ mình thì cũng muốn mình được rèn luyện ở trong cái môi trường của quân đội. Tại vì như mọi người cũng biết đó là môi trường quân đội rèn luyện bản thân của mình cũng như là mọi người rất là tốt và giúp con người ta trưởng thành rất là nhiều. Thời gian đầu tiên đến với bóng chuyền thì các huấn luyện viên có định hướng cho Linh Chi là thi đấu ở vị trí chuyền hai luôn hay không? Thì mình cũng đã được thử nghiệm chơi ở vị trí tấn công. Nhưng mà là vị trí là đối chuyền cũng nó cũng là một vị trí là sát sườn với chuyền hai, nhưng mà nó sẽ đang đa dạng hơn, đó là sẽ là biết tấn công này, biết chuyền bóng, phát bóng rồi chắn bóng, phòng thủ bước một có hết, đầy đủ hết, nói chung là vị trí toàn diện.
Thì lúc đấy thì mình cũng đang chơi tấn công được 2 năm thì vận động viên trẻ mà, đội hình trẻ thì khi mà đi thi đấu giải trẻ thì có thiếu vị trí chuyền hai. Lúc đấy thì lứa của mình cũng như là mọi người thì cũng chưa ai biết là chuyền quả bóng. Thế là cái vị trí của mình thì lại chuyền được bóng, thế nên là thầy cô có hướng mình sang là đi chuyền hai để giống như kiểu một cái biện pháp là dự bị. Thì lúc đấy mình có chuyển sang vị trí chuyền hai và từ đấy là mình bắt đầu đi theo vị trí chuyền hai luôn chứ không phải tấn công nữa. Bây giờ thì Linh Chi đã có một sự nghiệp cũng có thể nói là rất thành công rồi. Và bạn cũng đã được hầu hết những người hâm mộ bóng chuyền biết đến. Tuy nhiên là tôi biết là để có được những cái thành công đấy thì bạn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và có những cái thử thách với mình, thì Linh Chi có thể chia sẻ một chút về những cái thử thách đó, những cái khó khăn đó không? Thời gian đầu mình tập luyện ở đội, mình có một cái đó là thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa. Đó là các bạn ấy cao hơn mình, trẻ hơn mình. Lúc đấy mình vào đội cũng được 15 tuổi rồi. Mình cao có 1m68, mình nhớ lúc đấy mình cao 1m68. Nhưng mà các bạn ấy gần như là trên 1m7. Có bạn cao 1m76, 1m77 rồi. À, mình không được sự chú ý nhiều đâu. Nhưng mà lúc đấy là mình có nghĩa là mình cố gắng, mình vượt qua hơn mọi người. Đó là mình được cái là nhanh nhẹ, khỏe mạnh, bởi vì mình đã từng chơi cầu lông rồi. Thế không, thời gian đầu thì mình cũng rất là khó khăn, đó là tranh giành vị trí. Bởi vì vị trí chuyền hai là cần phải có sự kinh nghiệm. Mình thì bấp bênh nhiều lắm. Cứ 3 năm mà thấy không được thi đấu lại bảo mẹ ơi xin cho con về. Con đứng dự bị nhiều, con chán lắm rồi. Xong dần dần thì mình cũng nghĩ rằng là thôi, cứ ở lại quân đội đi. Biết đâu 1-2 năm nữa thầy để ý đến sử dụng mình thì sao. Thì cũng có đến lúc mà các chị ấy bắt đầu nghỉ thi đấu, lấy chồng và sinh con, thì mình được thử nghiệm, chính thức thử nghiệm. Đấy, mình được thử nghiệm vào sân. Thì đáng nhẽ cái thời điểm đấy vận động viên phải chín rồi thì mình mới được thử nghiệm. Nhưng mà mình có một cái là mình rất liều. Thì khi mà đã thử nghiệm mình làm luôn, mình làm tới luôn. Khi mà mình tới thì được trên đội tuyển quốc gia để ý. Thì là thi đấu chính thức thì cũng đạt giải danh hiệu cá nhân chuyền hai xuất sắc. Hay là mọi người cũng bắt đầu gọi mình lên đội tuyển, rồi từ đó mình cứ thế mình đi lên thôi. Và có lẽ là chính là những cái sự khó khăn đó, những cái mà mình phải khẳng định để tìm được cái vị trí chính thức đấy, có thể là nói là một động lực để Linh Chi khẳng định mình ngay từ những ngày đầu tiên mà được sử dụng, đúng không ạ? Đúng ạ. Trong những ngày đầu tiên được sử dụng thì bạn đã thi đấu rất là tốt và được gọi vào đội tuyển quốc gia. Thì đó là những cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Có lẽ là bạn đã có rất nhiều thành tích trong quãng thời gian đó. Đúng. Như là ở VTV Cup 2014 thì đã có chức vô địch rồi. Và 2015 thì cũng giải đấu đó thì bạn là vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất và cũng là hoa khôi của giải. Thì cái những cái danh hiệu đó thời điểm đấy nó có thay đổi cuộc sống của bạn nhiều không? Thì mình cũng lúc đấy mình nghĩ là có các chị là chị Minh, chị Hoa, các chị đàn chị đi trước, các chị chỉ dạy rất là nhiều và các chị cũng giúp đỡ mình là cái tự tin của mình, giúp cho mình có cái sự tự tin. Thế là nên là mình cũng bỏ qua những cái vấn đề về mặt tâm lý và mình sẽ dần trưởng thành hơn. Khi mà mình lên đội tuyển năm 2014 là đánh VTV Cup, là giải đầu tiên đánh cho đội tuyển, thì lúc đấy mọi người là thấy lạ bởi vì mình khác các chuyền hai khác. Con bé này sao nó khác mọi người, mình nhảy chuyền này hoặc là mình lăn xả, mình máu mê hơn. Với lại mình có một cái là mình lì, với lại lì nhưng mà mình ẩu, mình kệ, hỏng mình vẫn làm. Quả bóng đấy bình thường không ai chuyển, mình vẫn chuyển, mình không sợ. Đó là mình khác, mình nghĩ là mình khác mọi người là ở những người chuyển khai khác là ở cái chỗ đấy. Đấy là một cái bước ngoặt của cuộc đời mình. Đó là giải VTV Cup, xong rồi mình đi thi đấu SEA Games rồi châu Á. Đó là những cái giải mà mình bắt đầu thi đấu cho đội tuyển, khoác lên màu áo của đội tuyển. Đó sẽ là những cái giải mà mình sẽ nhớ trong suốt cuộc đời vận động viên của mình. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một chút về câu lạc bộ của bạn là Thông tin Liên Việt Postbank. Đối với Linh Chi thì Thông tin Liên Việt Postbank là một đội bóng như thế nào? Câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank là một đội bóng giàu truyền thống.
và có kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc với các vận động viên. Mình nghĩ là cái sự kỷ luật của quân đội ấy, ảnh hưởng đến mình rất là nhiều cũng như là mọi người. Đó là mình sẽ có trách nhiệm với bản thân đầu tiên, rồi trách nhiệm với câu lạc bộ, trách nhiệm với tập thể đội bóng, trách nhiệm với cả gia đình mình nữa. À, khi mà mình vào sân ấy, mình thấy những cái đội bóng ở ngoài ấy, họ thi đấu theo một lối là không có sự đoàn kết, còn đội bóng mình ấy là thực sự rất đoàn kết, thắng thua là vẫn là đoàn kết với nhau. Dù mình đang thua nhưng mà mình không bao giờ bỏ cuộc, mình mọi người đều cố gắng. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều các câu lạc bộ muốn có được sự phục vụ của bạn. Bạn đã bao giờ nhận được lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác về mình hay chưa? Và lý do gì khiến bạn vẫn trung thành và gắn bó với Thông tin Liên Việt Postbank đến ngày hôm nay? Thực ra để các câu lạc bộ chào đón thì là cũng có. Nhưng mà họ chỉ chào đón mình khi mình có ý nghĩ hoặc là có suy nghĩ là muốn nghỉ ở câu lạc bộ của mình. Vừa rồi, năm vừa rồi có biến động là mình cũng có chấn thương. Thì cũng có rất nhiều các câu lạc bộ muốn mời mình về thi đấu. Nhưng mà để mà thi đấu được một cho câu lạc bộ khác rất là khó. Bởi vì ở trong mình là ở quân đội, mình có cái ràng buộc là quân nhân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình thực sự ra là mình, nếu mà mình đã nghỉ ở trong câu lạc bộ của mình thì mình ra ngoài thì mình chưa có muốn suy nghĩ là đánh cho đội nào. Bởi vì Thông tin là một câu lạc bộ nuôi dưỡng mình từ nhỏ. Mình lớn lên ở đội Thông tin thì mình phải thi đấu cho Thông tin. Đó là suy nghĩ của mình từ trước đến giờ, là mình sẽ thi đấu cho Thông tin đến khi nào mà mình không thể thi đấu được nữa. Bạn có nhắc đến cái chấn thương mà bạn đã gặp phải vào năm ngoái, đó có phải chính là chấn thương mà đã khiến Linh Chi vắng mặt ở Cúp Hùng Vương năm 2019 không? Đúng, mình nhớ hôm đấy là ngày 27 tháng 12, mình đánh trận chung kết vô địch quốc gia với đội Long An ở những giây phút cuối cùng của một hiệp đấu cuối cùng của năm. Đó là hiệp thứ 5, là hai đội thi đấu rất là giằng co đến hiệp thứ 5. Thì tỷ số lúc đấy là mình nhớ là đội mình đang dẫn 5-4. Thì mình có nhảy lên, mình vớt một quả bóng về. Và lúc đó khi mình rơi xuống thì khi mà mình rơi xuống mình đã biết là thôi rồi, mình không thể thi đấu nữa rồi, chắc chắn đứt dây chằng rồi. Mình còn nghĩ như thế cơ mà. Ra khỏi sân cái là lên xe cấp cứu, đi bệnh viện luôn. Mình muốn ở lại lắm nhưng mà không thể ở lại được. Mình đang ở trong bệnh viện thì mình có hỏi, mình có bảo chị quân y là gọi xem đội thi đấu như nào rồi. Thì mấy người khán giả lại lúc ấy lại ở ngoài sân đi theo mình, đi vào tận trong bệnh viện, với lại những người ở trong bệnh viện có theo dõi qua truyền hình. Mọi người bảo là Thông tin thua rồi. Lúc ấy mình buồn lắm, mà thua lại tỷ số sát nữa, là rất là buồn. 15-13, mình bảo trời ơi, tiếc, mình rất là tiếc luôn. Và cái chấn thương đứt dây chằng là một chấn thương có thể nói là rất là nặng đối với bất cứ một vận động viên ở bất cứ môn thể thao nào. Đúng rồi. Thì Linh Chi đã phải nghỉ thi đấu một quãng thời gian khá là dài. Trong cái quãng thời gian đấy bạn có gặp nhiều khó khăn không, và có cái tâm lý của bạn là như thế nào? Nếu như mà cái chấn thương này mà xảy ra vào cách đây 5 năm hoặc là 6 năm gì đấy, mà lúc đấy mình vẫn còn trẻ thì mình không ngại ngần gì. Nhưng mà cái chấn thương này nó xảy ra ở lúc mình 30 tuổi rồi. Để mà quay lại thực sự là khó khăn. Bởi vì cái thứ nhất là tuổi tác. Cái thứ hai là bây giờ mình một chấn thương mình nghỉ thì chắc chắn là cái người đi đằng sau mình đó là một em trẻ lên kế cận. Mình khi mà mình quay lại một năm sau mình quay lại thì mình phải nỗ lực thật sự rất là nhiều. Mình có thể vượt qua được cái sức trẻ đấy. Mình có thể mình có chuyên môn, mình có kinh nghiệm. Nhưng mà cái thể lực của mình cũng như là cái chấn thương của mình nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Bởi vì cái dây chằng này là cái vị trí của mình là phải bật, phải xoay, phải chạy rất là nhiều. Không phải đơn giản là mình chỉ đứng giết là mình phòng thủ hay như thế nào. Đây là mình phải bật lên, mình kéo quả bóng về, hoặc là mình chạy, mình xoay sở, hoặc là mình nhảy lên, mình chuyền một quả bóng. Mà mình lại là cái ám ảnh lớn nhất của mình đó là mình bật lên, mình kéo quả bóng về và mình rơi cái chân này, chân phải của mình. Thế là bây giờ mình khi mỗi lần mình bật lên để mình kéo quả bóng về, mình lại không rơi chân phải nữa, mình lại cố gắng rơi cái chân trái. Bây giờ đau cả hai chân. Từ khi mà bạn bình phục cái chấn thương đấy thì quay trở lại thi đấu thì đến bây giờ đã đạt được những cái phong độ tốt nhất như mình mong đợi hay chưa? Năm 2019 mình có quay lại, bắt đầu tập luyện với đội là tháng 8. Lúc ấy mình
mình chạy mình vẫn còn thậm thọt, mình chạy mình vẫn còn cá nhắc, vẫn còn chân chạy không được nhanh, bật cũng không được. Nhưng mà đội vẫn động viên là quay lại, đi lại tinh thần cho các em. Đến năm nay thì mình tự tin là mình, cái chấn thương của mình hoàn toàn hồi phục. Mình có thể quay lại để cạnh tranh. Mình tự tin là có thể cạnh tranh. Mình sẽ quay lại, mình chứng minh cho mọi người thấy là tôi còn thi đấu được, tôi sẽ quay lại đội tuyển và tôi sẽ đánh chính ở thông tin. Vâng, thực sự bạn là một vận động viên rất là bản lĩnh. Và tôi còn nhớ là trong cái trận chung kết giải vô địch quốc gia mới đây, sau khi Thông tin Liên Việt Postbank giành được chiếc vô địch, và sau trận đấu đó thì có một hình ảnh là Linh Chi đã khóc. Thì liệu những giọt nước mắt đó là cảm xúc là như thế nào? Liệu có phải là do bạn đã phải trở lại sau một thời gian chấn thương khó khăn đó thì đã đem đến những cái cảm xúc đấy cho bạn hay không? Hôm đấy là mình khóc là mình nghĩ là đáng nhẽ cái chiếc vô địch này là năm ngoái chúng ta đã có rồi. Mình lúc ấy mình nói là với em Ngà là chị quay lại chấn thương mà bọn em không vô địch thì chị cảm thấy thật là buồn và tiếc nuối. Không còn cơ hội để chị em mình vô địch giải vô địch quốc gia nữa đâu. Mình nói với em Ngà như thế. Và mình bảo là biết đâu giải này là giải cuối, chị thi đấu cùng các em thì sao. Mình lúc ấy mình tủi thân mình nói thế. Nước mắt rơi là cũng là vui mừng, cũng là buồn tủi, mọi uất ức là nó dồn hết vào giọt nước mắt đấy thôi. Với giải vô địch quốc gia thì bạn cũng đã có nhiều lần giành được niềm vui vô địch rồi. Vâng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng còn một giải đấu khác là Cúp Hùng Vương. Vâng. Có lẽ là cũng là một giải đấu mà đối với bạn nó cũng có nhiều cảm xúc khi mà mình được thi đấu ở trên quê hương của mình. Vâng. Thì những cái giải Cúp Hùng Vương thì Thông tin khi mà bạn thi đấu chính thức thì Thông tin lại chưa vô địch bao giờ. Đúng ạ. Bạn nghĩ như nào về cái giải đấu này? Thực ra là Cúp Hùng Vương là một cái giải mà lớn hàng năm. Đội mình nhưng mà lại đánh sau cái giải đội mạnh quốc gia. Có thể điểm rơi của các đội kia tốt hơn đội mình. Đó là mọi người lại điểm rơi, các đội khác lại vào giải Cúp Hùng Vương. Còn đội mình là điểm rơi là giải đội mạnh rồi. Cho nên là khi đến Cúp Hùng Vương thì đội mình nó có hơi xuống sức. Thế là cái này cũng ảnh hưởng. Thế là mình cũng rất là buồn bởi vì những năm mà mình thi đấu cho Thông tin mà không giành được cúp ở Cúp Hùng Vương, đó là một cái rất là buồn đối với cá nhân mình cũng như là tập thể của đội mình. Là bảo là mọi người đều trêu nhau là hình như mình không có duyên sao ấy. Mình không có duyên vô địch Cúp Hùng Vương hay sao ấy. Có những năm mà giành đến 7, 8, 7 hay 8, 9 giải vô địch nhưng mà lại không có Cúp Hùng Vương. Xong mình bảo sao thế nhở? Chắc là mình không có duyên ở vô hùng rồi chị ạ, chắc chỉ đứng thứ nhì thôi. Thế là mình cũng trêu mọi người như thế. Khi mà đánh giải Cúp Hùng Vương ấy, thì Linh Chi thi đấu ở quê hương và dưới sự cổ vũ của rất là nhiều khán giả nhà, cũng có những người biết đến bạn. Và cái tâm lý thi đấu ở quê hương nó có khác biệt so với những nơi khác không ạ? Hơi run, nếu mình nói là phải hơi run. Bởi vì mọi người đi xem nhiều lắm. Có bố mẹ này, anh chị em họ hàng này, bạn bè, hàng xóm là đi xem. Mình run là mình bảo nhớ đâu mọi người đi xem mà đội mình thi đấu không tốt hoặc là bản thân mình thể hiện không tốt thì mọi người sẽ bảo ui dồi con bé này như kia. Nhưng mà run thì chỉ là lúc đấy mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà khi vào sân thì mình lại theo một trạng thái khác, là mình sẽ không để ý bên ngoài. Mình sẽ chỉ chú ý vào trong sân, trong quả bóng như thế nào, trong đội mình thi đấu như thế nào. Chứ mình không quan tâm đến ở trên là có những ai, nhìn thấy ai là không có. Lại nói về quê hương thì sau khi mà đã trải qua khoảng 15 năm xa nhà và thi đấu rồi thì đối với Linh Chi, Phú Thọ và hay là Việt Trì, trong trái tim Linh Chi là như thế nào ạ? Yên bình. Việt Trì, Phú Thọ là một nơi là để cho những lúc mà mình mệt mỏi mình về. Thực ra mình ở đây mình ít bạn lắm, nên mình về đây mình chỉ gặp một số người bạn thân của mình. Hoặc là mình ở nhà thì mình cũng không đi đâu nhiều. Thì là mình cảm thấy là nơi quê hương mình là một nơi rất là yên bình với mình. Để mình về những lúc mà mình cảm thấy mệt mỏi, những lúc mà mình bị stress là mình thi đấu không được tốt, hay là trong công tác của trong đội là mình có những cái khó khăn, không thuận lợi, mình về để mình nghỉ ngơi, mình đi chơi với bạn bè, mình gặp mọi người đấy. Quê hương của mình cũng như là gia đình mình là một chỗ dựa rất là lớn, nhất là mẹ mình. Bởi vì mỗi lần mà mình thấy nản chí là mình đều gọi điện về cho mẹ,
và mẹ lại là người động viên, thế thì mình lại không bỏ, mình sẽ lại tiếp tục tiến lên. Ở nhà nó hay đi, cũng đi thể thao từ cầu lông tỉnh mà. Thế thì vô tình thì người hỏi cháu thấy cháu có cái sức vóc hình dáng này mà thích đi, là thấy chiều cao thì họ mới hỏi là con thích đi đánh bóng chuyền không. Thì về cháu nói chuyện với tôi thì tôi cũng bảo nếu con thích đi thì mẹ sẽ cho con đi. Thì nhưng mà mẹ cho con đi nhưng với điều kiện là phải đội tuyển ở đội ở quân đội thông tin mẹ mới cho đi, chứ còn các đội khác mẹ không cho đi. Liên lúc vào lên đội 1, đội lớn tuổi các chị thì dù sao thì cô các chị đi trước thì mình đi sau thì mình vẫn phải học hỏi các chị nhiều nên cũng phải chờ đợi nhiều. Nên sau thì cháu đã nhiều lúc cháu cũng chán thì tôi cũng động viên cháu suốt là bởi vì là thôi con đã đi theo cái này thì con phải nhiều cái con phải khắc phục, phải chờ đợi, phải vất vả thì nó mới thành công được. Có thể phần lớn sự nghiệp của Linh Chi chưa có duyên gắn bó với thể thao Phú Thọ, nhưng quê hương hay gia đình luôn có chỗ đứng rất lớn với Chi trong từng bước đường sự nghiệp. Quê hương và gia đình, bạn bè luôn là chỗ dựa niềm tin để ước mơ của mỗi người trở thành hiện thực. Linh Chi đã từng có gắn bó với thể thao Phú Thọ rồi, nhưng mà không có duyên để gắn bó lâu dài. Thì nếu như mà trong tương lai ấy, mà bạn có một cái cơ hội nào đấy phù hợp để có thể cống hiến cho Phú Thọ thì liệu bạn có sẵn sàng hay không ạ? Mình rất sẵn sàng. Mình cũng mong muốn là ở quê hương mình là có một đội bóng là giàu truyền thống. Thì chị thấy là Phú Thọ có cái tiềm năng gì đấy để phát triển bóng chuyền hay không ạ? Mặc dù là trước đây cũng đã có những đội bóng chuyền như là Công an Phú Thọ đội nam và Giấy Báo Vàng Đội nữ, nhưng sau đó đều đã giải thể rồi. Thì liệu có một cái cơ hội nào đấy để có thể trở lại hay không? Thực ra là khi mà muốn gây dựng một đội bóng ở quê hương mình ấy, cái đầu tiên là mình phải kêu gọi được nhà tài trợ. Nhà tài trợ có thực sự là họ sẽ đi theo mình đến suốt một quãng đường nó là rất là dài. Bởi vì gây dựng một đội bóng không phải là 1 năm, 2 năm. Muốn kêu gọi nhà tài trợ thì họ cũng phải nhìn nhận được xem là liệu quê hương mình cũng như là tỉnh mình có thực sự là có thể giúp cho họ lấy được một cái gì đó cũng như họ làm bên cần một gây dựng, đó là giống như kiểu mình theo mình nghĩ đó là cái tiếng mà họ biết đến nhà tài trợ này thì họ sẽ bao giờ họ sẽ tìm một cái đội bóng truyền thống, chứ họ sẽ không thể gây dựng một đội bóng mà chưa có một cái gì để làm sao mà công chúng cũng như là người hâm mộ biết đến được nhà tài trợ, đúng không? Thế là mình cũng nghĩ cái này là một cái khó đấy, rất là khó, phải có ai thật sự đam mê đến bóng chuyền, họ bỏ ra một số tiền và cũng như là sự nhẫn nại rất là lớn. Năm nay thì Linh Chi đã bước sang tuổi 30 rồi, là một độ tuổi khá là lớn với vận động viên thể thao. Thì bạn có thể chia sẻ những cái dự định của mình trong những năm tiếp theo không ạ? Mình sẽ chơi đến khi nào mà mình cảm thấy mình không phải thi đấu nữa thì mình sẽ chuyển sang huấn luyện. Thì hiện tại thì trong thời gian này thì mình vẫn đang chữa trị chấn thương, thì mình cũng sẽ phục hồi, là mình sẽ cố gắng thi đấu khoảng tầm 5-6 năm nữa. Mọi người hỏi là sau 5-6 năm nữa thì không định lấy chồng à? Mọi người hỏi vui thế, mình bảo là chuyện chồng con thì cứ để sau đi, mình vẫn còn đam mê lắm, cho nên là cứ cố gắng thi đấu để cống hiến cho câu lạc bộ nè, cống hiến cho đội tuyển nè,
cho người hâm mộ biết đến bóng chuyền nhiều hơn. Thì với những cái gì mà mình đã trải qua, những cái gì mình đã vượt qua, những cái khó khăn, thử thách, thì Linh Chi có một cái lời khuyên nào đó dành cho các vận động viên trẻ hoặc là những em nhỏ mà có đam mê với thể thao hoặc là với bóng chuyền muốn đi theo cái con đường này không? Mình chỉ có một lời khuyên rất là nhỏ đến các em cũng như là các bạn, đó là chúng ta đừng từ bỏ đam mê của mình. Và thực sự là mình phải máu lửa lên, mình phải cống hiến, mình phải biết hy sinh. Nên là cố gắng lên. Xin chúc cho bạn sẽ gặp nhiều may mắn cũng như là sẽ có được những thành tích tốt hơn nữa cho câu lạc bộ cũng như là cho bóng chuyền Việt Nam. Và cảm ơn Linh Chi đã tham gia buổi trò chuyện đầy thú vị với Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ hôm nay. Xin cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là chương trình ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị và các bạn những cái nhìn rõ nét hơn, khách quan hơn về Nguyễn Linh Chi, một trong những vận động viên nổi bật nhất của bóng chuyền Việt Nam và là niềm tự hào mà thể thao đất tổ đã có được. Linh Chi không chỉ là một vận động viên tài năng, xinh đẹp mà còn là một vận động viên rất giàu nghị lực và luôn biết cách để vượt qua những khó khăn. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.